Qua đây. Cái gì? Ok, tôi cảm ơn nhá. Sao đây? Ông Khánh đi nói xấu tao khắp nơi rồi đấy. Hả? Hẳn là nói xấu với cả bạn mình luôn cơ mà. Eo ơi, sao ông Khánh càng ngày càng hãm thế nhở? Tao nhất định phải giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Kể cả là có chia tay ấy thì cũng phải tôn trọng nhau cơ mà. Chả thế chứ sao? Đàn ông mà cư xử không bằng đàn bà, hèn hạ quá đáng. Tao sắp phát điên rồi đấy. Tôi sẽ chỉ giải quyết trên cương vị của tôi và trách nhiệm công việc của cả cái phòng này. Chị thấy gì đúng, chị cứ làm. Em cay ngay, không sợ. Sếp Thịnh là giám đốc của chi nhánh, lệnh điều xuống thì chúng tôi phải chấp hành thôi. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ chấp hành những cái đúng, còn cái sai tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Chị định nói gì? Chị cứ nói thẳng ra đi ạ. Tôi yêu cầu cô thực hiện đúng quy chế làm việc, trả lại hồ sơ VIP 26 năm cho cái Linh. Bà làm sao? Bản thân như người mất hồn thế. Rồi uống ngụm nước đã nhá. Nãy tôi nóng ruột quá. Ừ. Chạy qua nhà ông Tùng để xem tình hình như thế nào. Anh ngờ lại đến mức ấy mà. Mức nào? Uống ngụm nước đi đã. Sợ quá. Cái bọn côn đồ nó đến nó đòi tiền, nó bắt phải trả nợ. Nếu mà không thì nó phá nhà. Cũng biết là ông Tùng không giấu bọn mình, nhưng mà ai nghĩ đến mức phức tạp kinh hại thế. Bọn danh này. Anh ơi, em lạy các anh, em xin các anh, có muốn đâm, muốn chém, muốn giết gì thì cả thằng chồng em chứ. Em có nợ nần gì các anh đâu, anh ơi. Con cái à, ngậm mồm, các bố mày chỉ cần tiền thôi nhá. Không cần biết chồng mày là ai, một là lôn tiền, hai là xin tí tiết. Anh lạy anh ạ, cô ấy có cứu cháu bỏ đây ra. Có cái gì từ từ nói chuyện với nhau chứ. Bà là ai? Bà thích chen vào việc của người khác à? Tại sao các anh lại hành hạ người ta vào giữa ban ngày ban mặt thế? Nhất là với phụ nữ mà không dừng lại tôi báo công an. Ở ngân hàng, chị Linh hay gặp riêng giám đốc nhiều nhất. Ai cũng nghĩ vì chị ấy nhanh nhẹn nên thường việc khó sếp sẽ giao để trao đổi riêng. Nhưng sự việc lại phức tạp hơn em nghĩ ạ. Là thế nào? Cô cứ nói chi tiết tôi nghe đây. Hôm đó, chị trưởng phòng nghỉ ốm, có công văn cần trình để ký gấp. Em phải mang qua phòng giám đốc để giám đốc ký. Vì là em mới vào làm nên là trưởng phòng giao gì em cũng không dám chậm trễ hay là nhờ ai khác. Vì là việc gấp nên em mang qua thẳng văn phòng, em không gọi điện trước cho giám đốc. Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi, em biết là khi em nói ra chuyện này, anh rất lo lắng. Thậm chí cũng có thể sẽ khiến ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng lương tâm và đạo đức của em không cho phép em im lặng ạ.